Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nắng oi bức của mùa hè, nhiều bạn gái đang lo sợ làn da của mình sẽ bị đen sạm và thiếu sức sống. Điều đó khiến họ mất đi vẻ tươi tắn trẻ trung. Nhưng đó sẽ không còn là trở ngại lớn nếu bạn tìm đến với những dịch vụ chăm sóc hàng đầu tại thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury số 7C Lê Đại Hành, Hà Nội. Tại đây, phái đẹp sẽ được trải nghiệm dịch vụ làm sáng da với công nghệ tiên tiến nhất White Skin giúp lấy lại những đường nét trẻ trung, thanh tú trên gương mặt mà không tốn quá nhiều thời gian, công sức và tuyệt đối an toàn. Bạn đang băn khoăn làm thế nào để sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng và không tí vết? Thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất dành cho bạn. Bởi đây là thẩm mỹ duy nhất đang áp dụng rất thành công công nghệ White Skin tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, giúp bạn lấy lại được làn da trắng sáng và mịn màng. Công nghệ White Skin hàm chứa những tinh chất dưỡng trắng tiên tiến bậc nhất cho hiệu quả trắng sáng, đều sắc da chỉ từ 4 đến 6 lần, làm mờ các vết nám, xe khít lỗ chân lông, tăng cường sức sống cho làn da mệt mỏi. Bằng công nghệ phân tách siêu việt, tinh chất nano của công nghệ White Skin có khả năng xâm nhập vào đáy hạ bì, cản trở sự phát triển của chúng, kích thích sự tăng trưởng của các chân nám. White Skin nuôi dưỡng, làm khỏe da từ bên trong, chứ không phải lột tẩy thông thường, nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của nó. White Skin chiếm tới 90% tinh chất nano, có khả năng chia phân tử cực nhỏ, tăng cường khả năng thẩm thấu dưỡng chất lên tới 1.000 lần, sẽ len lỏi vào tầng đáy của hạ bì da, sửa chữa các tổn thương của da, kích thích sản sinh sợi collagen nguyên bào, đánh thức lớp năng lượng ngủ quên trên da. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã từng nghe dịch vụ White Skin bao giờ chưa? Diệu Hương đã từng nghe, nhưng thời gian vừa rồi thì mới thực sự được trải nghiệm tại Bích Nguyệt Luxury 7C Lê Đại Hành. Và kết quả hoàn toàn bất ngờ, thật tuyệt vời, làn da của Diệu Hương đã trở lại trắng sáng rồi. Chị em phụ nữ muốn có làn da đẹp hãy đến với Bích Nguyệt Luxury 7C Lê Đại Hành nhé. Những tia sáng hồng có tác dụng làm săn chắc và sáng da hơn. Cùng với đó, kết hợp với máy oxygen thẩm thấu vào sâu bên trong tế bào da, giúp da hấp thụ dưỡng chất một cách tối đa, đem lại cho bạn một làn da mịn màng, căng tràn sức sống. Kỷ niệm tròn 8 năm sinh nhật, Trung tâm Thẩm mỹ Công nghệ cao Bích Nguyệt tri ân khách hàng giảm giá từ 10 tới 50% cho tất cả các dịch vụ. Với dịch vụ làm sáng da bằng công nghệ White Skin tại Thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury số 7C Lê Đại Hành, Hà Nội, Vân Anh tin chắc rằng quý vị và các bạn, đặc biệt là phái đẹp sẽ luôn tự tin vào gương mặt tươi sáng tràn đầy sức sống của mình. Vân Anh xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Trung tâm Thẩm mỹ Công nghệ cao Bích Nguyệt, địa chỉ 1, Bích Nguyệt Spa, 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ 2, Bích Nguyệt Luxury, số 7C Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0936 415454.